Chào thầy ạ. Nhắn các bạn vào nha, sao ít vậy? Xin chào thầy nha, chào thầy Cao Dạ, Tâm. chào Con chào mọi người. chào em thầy. chào thầy chào cả lớp ạ. Chào mọi người, tất cả mọi cam là hàng tắt mic. Dạ em chào thầy, em chào cả lớp ạ. Chào em. Rồi, hôm nay chúng ta học bài mới và tuần sau chúng ta sẽ phân qua lớp nâng cao nha. Và mấy hôm nay bận quá và không có phân được. Cho nên chắc tuần sau Tâm sẽ nhờ Thanh Xuân phân ra cái lớp nâng cao cho mọi người. Rồi tạm thời bây giờ chúng ta cứ cứ học tuần hôm nay. Chương trình nó ở tháng 3 nó hơi nhiều cho nên là của thành phố nó hơi nhiều cho nên Tâm cũng ôn nhiều nữa. Nhưng mà cái việc dạy việc dạy cho mọi người là một cái việc yêu thích và là cái mục tiêu hướng đấy giúp cho cộng đồng xã hội càng nhiều càng tốt. Cho nên là đó là mục tiêu yêu thích, một 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 trong những mục tiêu đầu ưu tiên của Tâm. Một trong những mục tiêu số 1 đặc biệt. Cho nên là mọi người yên tâm, Tâm sẽ truyền đạt cho mọi người hết tất cả mọi cái trong cái có thể. Rồi bây giờ chúng ta nhìn xem nha, chúng ta ôn lại kiến thức một chút nha. Lớp thầy thiếu quá chứ anh Xuân ơi, vô em vô em thông báo lớp các bạn học nâng cao khẩn trương vào vào lớp đi, để tại vì cái kiến thức này nó cũng quan trọng. Thôi mình nói giao lưu một xíu, khoảng 5 phút sau mình vô kiến thức mới ha. Anh Xuân thông báo lại một lần nữa đi, sợ mọi người vô trễ là không nắm được kiến thức mới. Vâng, để em nhắn lại. Mấy hôm nay cho sao rồi chú Minh? Thầy, nói chung Dạ. là ở Hà Nội là rét rất là đậm nên là người người lớn tuổi là cũng hơi co Dạ. ro Đó, bây giờ mới đó là mấy độ đấy cháu? có 8 độ thôi thầy ạ. Wow, rất là lạnh ghê lắm á. Không khéo mấy hôm nữa Hà Nội có tuyết thì chuyện lạ có thật, chết Ồ. gà. Tại vì họ nói nguyên nhân của người Việt Nam mình á, mà 10 độ là so với nước ngoài là âm 2-3 độ là cái lạnh của 10 độ bên mình nó lạnh hơn á. Tại vì Bởi họ vì nói là mình bên bên mình là nó lạnh, nó giá buốt, còn bên kia là nó lạnh khô dạ đấy. đúng, dạ đúng. Đấy, bên kia lạnh khô nên là bên kia nó âm nhưng mà âm độ nhưng nó khô thì nó vẫn đỡ hơn, mình giá Dạ buốt đó. đúng rồi, Mình lạnh rồi mà mình cái khí hậu của mình là gió nữa rồi buốt nữa. nó ẩm nhiều đấy, Ẩm đúng là độ ẩm nhiều dạ. nó Cho ẩm nên mình nhiều lạnh hơn đúng họ luôn. rồi, nhưng mà vẫn tích cực tập với thầy ạ. Dạ, tốt quá. Vẫn thi tập tập vào đang háo hức học bài hôm nay, thầy thầy dạy bài giọng song song rồi cơ Dạ. đấy, để Dạ, tốt quá. cố để thực hành đấy. Dạ. Bài giọng song song nó rất là quan trọng. Vâng. Cô giỏi hả? Con chào tất cả mọi người đi. Con trai thầy đấy à? Dạ. Con Dạ, trai con đấy. chào ông đi. Con chào ông. Chào con. Đẹp trai giống bố nhỉ? Đẹp trai hơn bố. Học lớp mấy rồi thầy? Dạ năm nay mới lên lớp 1 chú. À, lớp 1 thế bằng nữa cháu nội thứ hai nhà mình và cháu ngoại.
Lớp 1 là trộm vía là cũng phỏng phao phết nhỉ? Dạ, cũng to con. Dạ. Thầy Tâm là có mấy cháu này thầy? Dạ một mấy chú. Dạ một thôi nhỉ. Em chào thầy ạ. Rồi bạn nào xung phong biểu diễn bài đi. Bạn nào có thể xung phong biểu diễn bài đi. Đây, chúng mình. Dạ, con chào, con mời chúng mình. Thế là chúng mình là thấy chú Thủy chú đệ bài cho con hay quá nên là chúng mình cũng đang tập. Đấy. Cảm ơn anh Minh, động viên. Đấy, nói ra này, đây là mở chưa? Đang mở mic. Đây đang không đỏ. Đây thì đây là được. Là thầy run quá thế. Như này một lúc là nó tắt. Chung là run quá thầy ạ. À, dạ, cảm ơn chú, rất là tuyệt vời. À, cơ bản là chú mình rất là siêng năng và
luôn luôn đi đầu trong các lớp học, các buổi học, và rất là siêng và cũng hay trả bài và rất là tuyệt vời. Cái bài của chú Hoàng Thủy cũng góp ý luôn, và cũng góp ý luôn bài chú Minh. Thứ nhất, vâng. Dạ, thứ nhất là con góp ý bài chú Minh trước. Có nghĩa rằng là chú Minh là thứ nhất là chú sáng tạo trong intro, và thứ hai là chú đệm và với cái hai mẫu và tông pha trưởng và đạo với hai mẫu đoạn A là khác, và đoạn B là kiểu xì lô róc á. Ok, rất là tốt. Cái thứ ba nữa là do là cho có nghĩa là phải chắc không chuẩn bị, cho nên thành ra là nó hơi bị cập ngừng hơi wow. Nhập ngừng tí xíu. Dạ, nhưng mà con hiểu chú, con hiểu và hy vọng lớn cũng hiểu đó, là cái nghĩa là cái hai cái mẫu đó. Còn cái chú Hoàng Thủy á, là chú trước đó chú cũng đã nghiên cứu của lớp mình rất là nhiều và cũng học theo cái lớp cơ bản, thì chú cũng rất là nhiệt tâm. Qua cái bài của chú á, thì rất là tốt, chú đánh giọng si trưởng, si giáng trưởng, và đồng thời là cái bài chú cũng hoàn thành, nhưng mà từ từ mình sẽ nâng cấp dần. Thứ nhất là khen ngợi chú Hoàng Thủy á, là chú đánh cái tông si giáng trưởng là đã xịn rồi đó. Cảm ơn thầy. Chú đánh 1-4-5 rồi. Tiếp theo nữa là chỉ có cái chỗ mà khi mà đánh hợp âm bên tay trái á, thì chú lại đánh không đánh 1-5-8 mà đánh một lốt thôi, đánh một lốt bát là, đúng, không một lốt bát không nói, nhưng mà cái nốt gần nhau, ví dụ như đồ son đố thì chú lại đánh là đồ mi son, ví dụ vậy. Đúng rồi, rồi nhân cái đó thì con sẽ giải thích cho mọi người luôn. Nhân cái đó có nghĩa rằng là rất là hoan nghênh và tuyên dương những bạn học trong lớp chúng ta là đánh như chú Thủy hoặc là như chú Minh, và những bạn siêng năng trong lớp để làm gì, để không phải từ đó mình phê phán, nhưng mà nhờ đó mà giúp cho thầy sẽ chỉ ra những cái cách để cho, nhờ cái ví dụ như giống như câu hỏi đó, khi chú Thủy đánh sai chỗ đó thì con sẽ là như một câu hỏi vậy đó, là con sẽ chỉ cho mọi người biết toàn bộ luôn. Cái đó cũng là một cái hay, cho nên rất là tuyên dương chú Minh và chú Thủy, chú Hoàng Thủy đó, cái dạy như vậy đó, chứ không phải là tất cả mọi người, vì chúng ta có thể vượt lên được mà. Cho nên là cái việc mà mọi người đừng sợ sai, mà chỉ sợ là ví dụ như hồi nói khi mà cứ làm đi, làm thì có thể chưa chắc thành công, chưa chắc không thành công. Chưa chắc thành công nhưng mà cũng chưa chắc là không thành công. Nhưng mà nếu mà không làm thì chắc chắn thất bại. Chính xác. Đó. Cho nên là chính vì thế mà cứ làm đi, rồi tâm sẽ chỉ dần nâng cấp người lên. Nó làm thì mới biết được mình sai cái gì, phải không thầy? Dạ đúng, và nhờ đó con mới có cách để làm cái tiêu đề để con sửa lại cho các bạn nữa, chứ không phải riêng mọi người. Đó. Thì ví dụ như cảm ơn thầy. Dạ, ok chú. Ví dụ như mọi người nhìn vào cái đàn tâm đây. Đây. Đó, thì ví dụ như chú cái bước đầu của đó là, ví dụ như chú Minh đánh là pha trưởng đúng không? Thì vậy thì con đánh này. Rồi, mặt năm của pha là si giáng trưởng. Rồi, bậc bóng của nơi của pha chứ mày, bậc năm của pha là đô trưởng, pha trưởng si giáng trưởng, đô trưởng. Vậy thì chúng ta có hai cách trong điệu văn đúng không? Vậy như pha bờ xe là cánh chim đưa con đi thật xa, bờ xe là cánh cho con đại sinh. Ví dụ thì không, ba mẹ là lá trắng đó,
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3. Vậy thì chú Hoàng Thị có thấy rằng là cái tay bass của con là ví dụ như pha. Đó, là bậc 1, bậc 5 và bậc 8. Có nghĩa rằng là pha, đô và pha. Pha, đô và phá. Pha, đô, phá. Bây giờ lấy si này. Si, pha và si. Bậc 1, 5, 8. Đó, ví dụ như bây này là si trưởng, rồi đô trưởng là đô, son và đô. Ha. Cho nên là chúng ta, vì sao chúng ta không kẹp là đô, mi, son. Mọi người chú ý tâm giải thích chỗ này. Vì sao chúng ta không kẹp đô, mi, son? Được, được chứ không phải là không được. Nhưng mà nếu chúng ta những cái âm mà gần nhau á, thì nó thường sao? Nó thường dễ chồng âm lên nhau, cái tiếng nó ra nó bị đá với nhau và nó sẽ bị lắng với nhau. Trong khi chúng ta đang đánh bắt cầm đó, nó phá âm hết trơn. Nó gần nhau nó sẽ bị phá âm hết trơn. Nhưng mà chú đưa xa ra nó sẽ không bị phá. Vậy thì cũng có thể được, nhưng mà được với mức độ nào mọi người biết không? Được với mức độ là lau lau mình bỏ một chút chỗ đó, ví dụ như pha pha đô phá ở dưới cùng, nhưng mà ở trên đi pha đô phá à, phà à, phà la phá phà la đố. Vì tại vì sao, vì sao nó được mọi người biết không? Tại vì ở đây nó ở trên quãng cao, khi đó nó không bị âm trầm, nó không bị lắng với nhau. À, có nghĩa là nó được khi cho phép nào, mọi người biết cách sử dụng. Nó được khi các âm ở quãng cao này nó đánh đó, mọi người thấy nó nghe nó ra nó không bị lắng không? Nhưng mà nếu ta đánh xuống dưới này, bắt cái tầng nó phá với nhau, nó âm trầm nó nhiều quá cho nên nó phá âm với nhau, nó phá cái tần số với nhau. Cho nên chính vì thế nó không phải là không được, nhưng nếu nó được khi nào đó, mình phải hiểu cho đó, nó được khi chúng ta các âm gần nhau, chỉ được khi chúng ta sử dụng cái quãng ở trên cao. Bây giờ đó mọi người hiểu không? Đó, đó. Cho nên chính vì thế mà mọi người phải hiểu thêm một cái này nữa, nhờ chú Thủy mà ta mới giải thích được thêm cái này nữa. Đó, chứ, đó, cho nên chính vì thế mà mọi người phải hiểu được. Chúng ta được chứ không phải là không được. Nó không hề sai, nó không hề đúng. Trong cuộc đời này nó luôn luôn có thiết tương đối. Đúng với cái này thì nó sai với cái kia. Nhưng mà dùng với như thế nào thì mọi người phải hiểu rõ điều đó. Thì chúng ta dùng rất là hay cái guitar. Rồi, đó là cách mà giải thích cho mọi người hiểu. Mọi người yes hay no nào? Yes hay no? Yes. Yes. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Nó không sai đúng không chú Thủy? Nhưng mà khi mà à, sai thì lại xuống âm trầm nó sẽ là sai. Nó phá âm nó trời. Nó phá trời. Thầy nói rất đúng. Ok. Rồi tiếp tục. Rồi bây giờ mọi người nhìn thấy cái vòng hợp âm 1-4-5 trưởng không nào? Có thấy không? Thấy đây ạ. Ok. Rồi, bây giờ Tâm giảng sơ một cái trưởng này, Tâm giảng lại cái phần trưởng này để Tâm nói cái về cái hợp âm song song mà chúng ta sắp học đây. Đúng không? Ví dụ khi nhìn vào một bản nhạc, khi chúng ta nhìn vào một bản nhạc, chúng ta thấy không có dấu thăng và dấu dáng, thì chúng ta biết ngay bài này được viết một là đô trưởng, hai là la thứ. À, mà nếu mà nó kết thúc là nó đô thì bài đó sẽ được viết ở giọng đô trưởng, mà không có dấu thăng dấu dáng mà nó kết thúc là nó la thì bài đó sẽ viết ở giọng la thứ. Vậy thì bây giờ mình chỉ phân tích ở phần trưởng thôi, mình chưa phân tích dòng thứ. Nếu chúng ta trưởng thì chúng ta sẽ phân tích được thứ. Mà bài giảng thứ thì Tâm sẽ giảng vào nửa học kỳ sau. Còn bài trừ bây giờ Tâm giảng bài nửa học kỳ trưởng của giọng song song. Vậy thì đối với giọng đô trưởng thì gồm có các nốt là sòn, đô và mí. Đây là cách đặt, cũng là một cách sắp đặt tay của tay phải. Nốt sòn trước rồi tới nốt đô rồi tới nốt mí. Đó, tay phải. Còn đối với tay trái thì sao? 1-5-8 có nghĩa rằng là đô, sòn, đô đúng không? Vậy thì đối với tay phải là phải là sòn, đô và mí. Đó là cách đặt tay đối với giọng đô trưởng. Rồi, đối với vòng của 1-4-5 của giọng đô trưởng là gồm có đô trưởng, pha trưởng
và son tưởng. À, được chưa? Vậy thì 145, những cái nốt nào mà ngay cái vạch nhịp của nó, đầu cái vạch nhịp nha, mà có cái nốt nào liên quan đến đô đô trưởng, ví dụ đô trưởng là gồm có sòn đô mấy, thì nốt đào nó, nốt nào nó liên quan đào cái vạch nhịp mà mỗi ô nhịp á nó có nốt sòn, nốt đô và nó mấy thì ta liền bỏ âm đô trưởng. Những nốt nào có liên quan đào vạch nhịp mà có liên quan đến nốt là, nốt đô và nốt pha thì chúng ta liền bỏ âm pha trưởng. Đó là đô và pha. Những nốt nào có liên quan đến nốt sòn, nốt si và nốt re thì chúng ta liền bỏ hợp âm chỗ đó, đào vạch nhịp đó chúng ta bỏ liền và bỏ hợp âm son trưởng. Đây là kiến thức mà ôn lại đúng không? Rồi, xong cái phần kiến thức ôn lại. Mọi người còn nhớ đúng không? Vậy mọi người giấy hay nốt? Rồi, bây giờ xin mời Nga Hưng Yến. Nga Hưng Yến có ý kiến à? Không không ạ, thế em bấm nhầm ạ. À, mọi đứa thấy cười cười và bấm bấm tưởng mua là hỏi thầy gì. Rồi thì mọi người nhìn trên cái đàn, mọi người nhìn trên cái đàn cho Tâm. Rồi thấy không? Vậy thì đô trưởng nè mọi người, đô trưởng được chưa? Đô trưởng thì gồm có bậc một là đô trưởng, bậc hai là pha trưởng, bậc ba là son trưởng. Đô trưởng nè, đánh tay phải cho mọi người hình dung nè. Đô trưởng, đô trưởng đó son đô mấy, pha trưởng là đô phá, son trưởng là son si rế đúng không? 145 đúng không? Đô trưởng, pha trưởng, son trưởng. Rồi vậy thì bây giờ giọng song song của nó là gì? Mọi người có vừa nghe Tâm giảng là khi chúng ta nhìn vào trong một bản nhạc, nó không có dấu thăng và dấu dáng. Nếu nốt kết thúc là nốt đô thì bài đó được viết ở giọng đô trưởng. Nhưng nốt kết thúc là nốt la thì bài đó là được viết ở giọng la thứ. Đó chính là mầm móng của giọng song song. Đây, cái báo cáo lên đây. Nghe Tâm giảng lại nè. Khi chúng ta nhìn vào một bản nhạc, chúng ta thấy không có dấu thăng và dấu dáng. Chúng ta nhìn cái nốt cuối cùng của bài đó, nó là nốt đô, thì ta biết bài đó được viết ở giọng đô trưởng. Nếu nốt kết thúc của đoạn bài đó là nốt la thì ta biết bài này được viết ở giọng la thứ. Đó, đô trưởng. Vậy thì đô trưởng và la thứ là giọng song song. Vậy từ nay sắp tới bài cũng y như vậy. Thì nếu 145 là đô trưởng thì cái bậc bóng của đô là gì? Là pha trưởng mọi người. Vậy thì pha trưởng giọng song song của pha trưởng là gì? Rê thứ. Tại vì sao? 1, 2, 3 là thứ thì rê là đánh lui, đếm lui lại mọi người. Pha, mi, rê. Cách 1 quãng 3 thứ. À, Tâm nói lại nha. Có nghĩa rằng là đô trưởng. Vậy thì chúng ta đếm lui lại 1, 2, 3 thì nó là la thứ, là giọng song song. Vậy pha trưởng, đô trưởng đây. Rồi pha trưởng đây. Vì vậy thì bậc 3 lui về của đó là rê thứ. Rồi tiếp theo nữa, đối với son trưởng, son si rế thì bậc ba lui về của giọng thứ của nó là gì? Là mi thứ. 1, 2, 3. Vậy thì từ nay chúng ta không phải có ba hợp âm nữa, mà chúng ta đến có 6 hợp âm để có một sự lựa chọn trong viết hòa âm. Chúng ta không còn là ba hợp âm nữa. Vậy thì bây giờ Tâm ví dụ một cái cho mọi người hiểu. Tâm nói là nếu có nốt sòn, nốt đô, nốt mi thì chúng ta sẽ bỏ hợp âm đô trưởng đúng không? Vậy thì bây giờ có nốt nốt sòn, nốt đô, nốt mi, chúng ta cũng có thể bỏ la thứ.
nếu cái lỗ tai của ta, cái cảm âm của ta nghe nó hừ. Mọi người hiểu không? Có nghĩa là mọi người cứ nghe lý thuyết đi nghe, rồi sau đó tâm sẽ chứng minh mọi người thấy là vì sao chúng ta có thể bỏ là thứ. Tôi nói lại nha, chúng ta trước đây chúng ta có ba sự lựa chọn thôi, đó là bậc 1, bậc 4, bậc 5, đó là bậc đô trưởng, pha trưởng và son trưởng, đúng không? Vậy thì trong đô trưởng là dòng song song của đô trưởng, đó là la thứ. Nào mọi người nhớ như tâm nha, tập tâm cho ghi luôn. Dòng song song của pha trưởng đó là rê thứ, dòng song song của son trưởng đó là mi thứ. Đó chưa? Vậy thì những nốt nào có liên quan đến nốt son, nốt đô, nốt mi, trước đây chúng ta đã giảng rằng là nếu nốt nào liên quan đến nốt son, nốt đô, nốt mi thì chúng ta sẽ bỏ đô trưởng. Nhưng bây giờ nếu nốt son, nốt đô và nốt mi chúng ta có thể bỏ la thứ. Được chưa? Hoặc là những nốt nào liên quan đến nốt đô, nốt mi chúng ta có thể bỏ la thứ, vì la thứ là gồm là, đô và mi, đúng không? Còn tại sao nốt son, nốt cũng có thể bỏ la thứ? Tại vì sao mọi người biết không? Tại vì nó là la thứ bảy. Mọi người hiểu không? Hiểu không? Vì sao nó là bảy? Vì là si do re mi fa son là 1 2 3 4 5 6 7. Vậy thì nốt son chúng ta bỏ la thứ thì nó sẽ ra là la thứ bảy. Mọi người hiểu đoạn này chưa? Mọi người hiểu cái đoạn này chưa? Giấy thay nồi. Bởi đấy cho nên đó mới gọi là nâng cao mọi người. Rồi Tâm nói nè, những nốt nào liên quan đến nốt son, trước đây Tâm giảng nè, những nốt nào liên quan đến nốt son, nốt đô và nốt mi thì chúng ta bỏ đô thứ. Được chưa? Vậy trừ không những chúng ta bỏ đô trưởng, nếu bây giờ những nốt nào liên quan đến son, nốt đô và nốt mi chúng ta có thể bỏ đô trưởng, nhưng mà chúng ta cũng có thể bỏ la thứ. Mọi người tới đây mọi người hiểu chưa? Tới đây mọi người hiểu chưa? Tới đoạn này mọi người hiểu chưa? Rồi ok, Như Ý ok, Nga Nguyễn ok. Rồi Tâm giải thích tiếp cái đoạn của đô trưởng này, Tâm chưa qua đoạn pha trưởng. Rồi giờ mọi người thông minh quá. Nếu nốt đô những nào nốt nào liên quan đến nốt sòn, nốt đô và nốt mấy thì chúng ta bỏ hợp âm đô trưởng, là đó là kiến thức cũ. Vậy thì nốt đô và nốt mấy thì chúng ta bỏ la thứ là không nói rồi nè, đúng không? Vì la thứ là đô mấy, đúng không? Nhưng nốt son chúng ta cũng có thể bỏ được la thứ, tại vì nếu chúng ta đánh họ hát đang hát đánh nốt son, chúng ta bỏ la thứ thì nó gọi nó kẹt thêm một nốt son nữa, la thứ mà kẹt thêm nốt son nữa thì gọi là la thứ bảy. Vậy không? La thứ và bảy nói rõ là như vậy, la thứ và bảy đó. Vậy thì nó sòn, chúng ta vẫn bỏ được đô trưởng và chúng ta vẫn bỏ được la thứ. Đó, được chưa? Rồi, tiếp theo, pha trưởng cũng vậy mọi người. Vậy đô trưởng này, vậy thì trước đây Tâm giảng mọi người, những nốt nào liên quan đến nốt là, nốt đô và nốt pha, đúng không? Vậy thì chúng ta phải bỏ là pha trưởng, là bậc bóng của đô trưởng, đúng không? Đô đi mi pha. Vậy thì bây giờ cái giọng song song của la thứ là của pha trưởng là gì? Là rê thứ. Vậy rê thứ, vậy bây giờ những nốt nào liên quan đến nốt là, nốt đô và nốt pha thì chúng ta có thể bỏ pha trưởng và chúng ta có thể bỏ rê thứ. Vì sao? Tại vì nốt là có trong rê thứ, đúng không? Nốt pha có trong rê thứ, đúng không? Nốt đô thì sao? Là rê thứ bảy. Rê pha la đô là rê thứ bảy, đúng không mọi người? Y như cái la thứ mà thì nó son là thứ bảy,
Còn chữ re mà thay nước đồ là re thứ bảy. Dễ không mọi người? Đó. Rồi tiếp theo, tham gia anh viết thêm một cái nữa. Rồi qua cái son được. Tâm trước đây tâm giảng mọi người, những nốt nào liên quan đến nốt son, nốt si và nốt re thì chúng ta có thể bỏ hợp âm son trưởng. Nhưng bây giờ chúng ta lại có thêm một sự lựa chọn nữa, đó là chúng ta bỏ qua mi thứ. Đó. Vậy thì sao? Son trưởng này mi thứ đâu? Vậy thì cũng y như vậy mọi người, đúng không? Đây, son trưởng này. Vậy thì những nốt nào liên quan đến nốt son, nốt si, nốt re thì chúng ta bỏ son trưởng. Bây giờ chúng ta thứ nhất, tạm tắt là mic. Mút trả tay. Rồi, Tâm nói lại nha. Những nốt nào liên quan đến son, nốt si, nốt re thì chúng ta bỏ son trưởng. Nhưng bây giờ chúng ta có một sự lựa chọn tiếp theo, đó là mi thứ. Thật âm song song, giọng son trưởng, giọng son trưởng và mi thứ là hợp âm song song. Chính vì thế mà cho nên những nốt son, nốt si thì không nói rồi, là trong mi thứ là còn có son, son si và mi rồi, đúng không? Là mi thứ, son si mi là mi thứ, đúng không? Vậy thì nốt mi thì sao? Nếu mà nốt re thì sao? Là gọi là mi thứ bảy. 1 2 3 4 5 6 7. Vậy thì mi son si re. Đó. Vậy thì hôm nay chúng ta không còn bỏ ba hợp âm gọi là cơ bản nữa, mà chúng ta có 6 sự lựa chọn. Đối với đô trưởng thì nó có la thứ, đối với pha trưởng thì nó có re thứ, đối với son trưởng thì nó có mi thứ. Đó. Cái giọng song song là gì? Khi nhìn vào, rồi mọi người nhà, mọi người nhìn nhà, nhìn vào và vào, mọi người nhìn lại cái kia. Mọi người nhìn nhìn lại cái vòng hợp âm của Tâm nghe. Đây, nhìn lại vòng hợp âm đây. Tâm giảng lại nè. Đây mọi người. Khi có không có dấu thăng và dấu dán thì đô trưởng là giọng song song của đô trưởng. Nếu nó kết thúc là nốt đô thì bài đã được viết ở giọng đô trưởng. Nếu nó kết thúc là nốt la thì bài đã được viết ở giọng la thứ. Không có dấu thăng dán. Vậy thì có một dấu dán. Một dấu dán nha. Thì khi mà giọng pha trưởng này có một dấu si dán. Vậy thì khi chúng ta nhìn vào đầu ngay chỗ khóa son mà nó có một dấu si dán, si dán. Vậy thì chúng ta biết bài đó, nếu nó kết thúc là nó pha thì bài đó được viết ở giọng pha trưởng, và nó kết thúc là nó la, nó re. Nó re thứ nó cũng có một dấu dán mọi người. Giống nó có một dấu si dán. Cũng giống y như vậy. Khi có một dấu pha thăng ở đầu vạch nhịp thì nếu nó kết thúc là nó son thì bài nó được viết ở giọng son trưởng. Nhưng mà cũng gió pha thăng, nhưng nốt kết thúc là nốt mi thì bài đó được viết ở giọng mi thứ. Đó là gọi song song đó mọi người. Đó, đó là gọi là giọng song song đó. Vậy thì chúng ta không còn phải ba hợp âm là đô trưởng, pha trưởng và son trưởng nữa, mà chúng ta có sự lựa chọn, đó là đô trưởng thì sẽ có la thứ, pha trưởng thì sẽ có re thứ, và son trưởng thì sẽ có mi thứ. Và đối với la thứ thì nó không có dấu thăng dấu dán nào cả. Đối với re thứ thì nó có một dấu dán, và đối với mi thứ thì có một dấu pha thăng. Mọi người có thấy giọng sao sao không? Dễ hiểu không? Rồi Tâm mở tiếp mọi người coi cái việc. Tâm mở tiếp mọi người coi cái vòng thứ là mọi người sẽ chứng minh, mọi người thấy ngay. Thấy không? Tâm mở cái vòng thứ ra nha, cho mọi người thấy nha. Là mọi người sẽ thấy được cái cho nên cái này là mình phải giảng chậm và kỹ, và đồng thời giảng nhiều. Rồi mọi người nhìn cái vòng hợp âm của giọng thứ nè. Mọi người nhìn qua hợp âm giọng thứ nè. Thấy chưa? Không có dấu thăng và dấu dán nào cả.
thì chúng ta nếu nói cái thuốc này ra là thấy ra nào, thấy chưa rồi ngay chỗ này một dấu chi dán thì là rê rê thử, một dấu tha thang thì là mì thử, có phải vừa tâm vừa giảng xong không? À, đúng không, có phải tâm vừa giảng xong không? Vậy thì mọi người hãy ghi lại cho tâm như sau, lấy viết ra ghi lại cho tâm như sau. Đó, ghi lại mới nhớ, cái đó là vừa hiểu thôi, bây giờ ghi lại để nhớ. Tóm lại là mọi người giấy khai nô nào, hiểu chưa nào? Giấy khai nô nào. Ờ giấy. Ồ. Yes, ok. Bây giờ chúng ta sẽ đánh xịn sò lên ngang. Chúng ta sẽ đánh xịn sò lên, không phải 3 hợp âm đâu mà đến 6 hợp âm luôn. Chúng ta có 6 hợp âm luôn. Nhà mình bây giờ giàu lên rồi đó. Trước đây chỉ có 3 tầng rồi, trời lấy 6 tầng. Dễ hiểu không Nga Nguyễn? Nga Nguyễn ơi. À, em hiểu rồi ạ. À. Em biết rồi. Dễ hiểu không? Quá. Ok. Rồi. Rồi. Ok. Rồi bây giờ chúng ta lên viết ghi nha. Cái bài gọi, cái tên gọi là hợp âm song song. Hợp âm song song. Hợp âm song song. Cái tên bài là hợp âm song song. Chúng ta ghi nha, hợp âm song song. Một nhỏ, một nhỏ đô trưởng, một nhỏ đô trưởng, đô trưởng hai chấm, đô trưởng là chỉ xe đó mọi người, hai chấm không có vá, không có dấu thân và dấu giá, đô trưởng hai chấm không có dấu thân và dấu giá, đô trưởng không có dấu thân và dấu giá, nghĩa là cái đó là giọng đô trưởng đó nghe, không có dấu thân và dấu giá, không có dấu thân và dấu giá là giọng song song với la thứ, là giọng song song với la thứ. Hai chấm, nốt là, nốt đô và nốt mấy. Nốt là, nốt đô và nốt mấy. Rồi, gạch đầu dòng thứ hai. Giọng pha trưởng, mở một đơn bậc bốn. Giọng pha trưởng, mở một đơn bậc bốn. Bậc bốn đối với đô trưởng đó nghe. Giọng pha trưởng mở một đơn bậc 4, đóng một đơn. Thì song song với rê thứ. 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 À, chúng ta ghi, bây giờ chúng ta hiểu, nhưng nếu chúng ta ghi chúng ta sẽ không ghi chúng ta sẽ quên. Thì song song với đề thứ, mở một đơn là nốt là, nốt rê và nốt phá. Nốt là, nốt rê và nốt phá. Là rê và phá. Là rê thứ đó mọi người, đóng một đơn. Là rê và phá. Rồi. Tiếp theo, gạch đầu dòng thứ ba, giọng son trưởng mở một đơn bậc năm, đóng một đơn. Giọng son trưởng mở một đơn bậc năm, đóng một đơn.
thì song song với mi thứ. Mở ngoặc đơn tiếp theo. À mi thứ à, mở ngoặc đơn tiếp theo là gồm có nó sòn, nó si và nó mấy là mi thứ. Sòn si và mấy. Sòn si và mấy. Đóng ngoặc đơn. Nó sòn, nó si và nó mấy, đóng ngoặc đơn. Vì nó cùng dấu pha thăng. Vì nó cùng dấu pha thăng. Vì nó cùng có một dấu pha thăng. Vì nó cùng có một dấu pha thăng. Vậy thì chúng ta bổ sung ở khúc 2 á. Cái gạch dưới đầm thứ hai là chúng ta sẽ ghi là vì nó cùng gió cái mà pha trưởng với si với thứ á, thì chúng ta cũng mở thêm cái mặt đơn cho nó là vì nó cùng gió si, một gió si giá. Ha. Gạch đầu dòng thứ hai á, vì nó cùng có một gió si giá, còn gạch đầu dòng thứ ba là vì nó cùng có một dấu pha thăng. Có nghĩa là son thưởng cũng có pha thăng mà mi thứ cũng có pha thăng. À, pha trưởng cũng có si dáng và rê thứ cũng có si dáng. Đó. À, đô trưởng thì không có dấu thăng dấu dáng, la thứ cũng không có dấu thăng dấu dáng. Mọi người hiểu đoạn này chưa? Đó. Rồi. À, xin mời bạn nào đọc lại ba cái lý thuyết đó tầm coi. Tầm coi tầm bổ sung thêm gì không? Ai xung phong? Thầy mời Vũ Trần Như Ý con, 10 tuổi. Bạn Như Ý học rất tốt, rất siêng năng. Mời con. Thầy em đọc. Hợp âm song song. Một, đô trưởng. Không có dấu thăng hoặc dấu giáng là giọng song song với la thứ. Gồm có nốt là, đô, mi. Hai, pha trưởng bậc 4 thì song song với rê thứ là rê pha. Vì nó cùng có một dấu si giáng. Đúng rồi. Ba, son trưởng bậc 5 thì song song với mi thứ son si mi. Vì nó cùng có một dấu pha thăng. Đúng rồi. Giỏi, cảm ơn con, quá tuyệt vời. Chính xác như vậy. Rồi, bây giờ mọi người nhìn vào cái đàn của Tâm. Đây. À, vậy thì nó có sự tương hỗ lẫn nhau giữa các nốt. Nếu không phải chúng ta hôm nay chúng ta học nâng cao, không phải cứ sòn, nốt sòn, nốt đô và nốt mi là không phải cứ vậy là chúng ta bỏ đô trưởng mà chúng ta có thể bỏ la thứ. Vậy thì trong nốt la thứ này bình thường thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ bỏ hợp âm lá. Nếu có nốt la thì chúng ta sẽ bỏ hợp âm pha trưởng đúng không? Vậy thì chúng ta có thể bỏ đô trưởng mọi người. Mọi người thấy ghê không? Hiểu không? Đó. Cho nên nó không đúng, không sai. Nhưng nếu chúng ta thấy hợp thì chúng ta bỏ. Mọi người hiểu đoạn này không? Cho nên chúng ta là chúng ta có 6 sự lựa chọn không nói rồi. Nhưng mà lâu nay là chúng ta học cơ bản là chúng ta thầy Tâm dạy là nó sòn nó đô nó mấy là chúng ta bỏ đô trưởng, mà trừ bây giờ học đơn ca là sòn đô mấy ta bỏ la thứ cũng được, hoặc là nốt đa nốt la thì chúng ta cũng có thể bỏ đô trưởng được đó, chứ không nhất thiết chúng ta phải bỏ pha được. Đó là sự lựa chọn, nhưng nếu chúng ta thấy không hợp với lỗ tai của mình thì không bỏ nha. Rồi, để ta chứng minh một điều nữa. Rồi, chúng ta vào thực hành nha. Để ta chứng minh nghe chưa? Để chứng minh mọi người thấy nha. Ví dụ đây.
bài mình đã học rồi cho anh dễ hiểu đi. Ví dụ như bài dạ đô trưởng là không nói đâu. Bài tướng ca đó còn nhớ không em? Là đô trưởng đúng không? Đó, vậy thì sao? Nếu bình thường thì chúng ta sẽ bỏ là dạ là pha trưởng đúng không? Rồi, em một cũng đang nè. Đó, lâu nay là chúng ta nếu mà pha pha đi lì lâu nay sao trời thì chúng ta sẽ bỏ số trưởng đúng không? Và bây giờ chúng ta bỏ đi. Để thử. Rồi bây giờ chúng ta bỏ son. Chứ cái bình thường là chúng ta pha pha mi son là son trưởng, pha pha mi lì nhưng mà đi son trưởng. Đó, chúng ta lại tiếp tục bỏ son nữa thì nó không có sự thay đổi. Được chưa? Nó không có sự thay đổi. Rồi tiếp theo tâm tiền nữa. À, áo sáng em bài. Vậy thì chúng ta sẽ bỏ son. Nhưng mà cái này là gì? Là trong mi thứ là gồm có mi, son và si. Thì chúng ta áo sáng em bài. Đó, mi thứ. À, bình thường là áo sáng em bay là cái nghĩa là mình sẽ bỏ số được. À, ta nói lại chỗ này nè. Đi 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 là mình cũng bỏ son. Đi 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 là cũng bỏ son luôn. Áo trắng em bay cũng bỏ son luôn. Tại vì nó son, nó si mà, nó ré mà đúng không? Vậy thì chúng ta có ba sự lựa chọn luôn là pha pha mi rê cho bài bỏ rê bỏ rê thứ. Rê pha la rê chúng ta bỏ son. Rê rê đô si là chúng ta bỏ mi. Thấy chưa, nó ra màu chưa? Đi 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 đi, chúng ta không bỏ son nữa. Trước đây chúng ta học 1-4-5 là chúng ta chỉ học là pha pha mi rê là bỏ son. Rê pha la rê là mình bỏ son nữa luôn. Rê rê đô si là cũng bỏ son nữa luôn. Ba chỗ đó mình bỏ liên tục son nữa. Vậy thì hợp âm mà mình bỏ ba chỗ nó như thế nào? Nó sẽ chán đi. Nó sẽ nhàm chán. Nhưng mà thấy mọi người có thấy ba hợp âm ta bỏ rê rồi pha pha mi rê là bỏ rê thứ, rê pha la rê là bỏ son trưởng, đây rê rê rồi si là ta bỏ mi thứ. À thấy chưa, pha pha mi rê là rê thứ này, rê pha la rê này là son trưởng này, rê rê rồi si là phải mi thứ không? Tại vì mi thứ được không? Đúng không? Rê rê rồi si. Thấy đã không? Ti 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 do si ti 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 là bình thường mình bỏ đô đúng không? Là không, ta bỏ là thứ. Ti do si ti ti đã không? Đã không? Nghe đã không? Thấy chưa? Nó có sự lựa chọn hoàn toàn khác nhau. Thứ đây nha, ti 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 là mình vừa đo tưởng. Nhưng mà ti do si mày đó, rê pha pha là mình bỏ rê, la la son son. Đó, mọi người có thấy sự lựa chọn của thằng cao nó kinh khủng không? Nó thay đổi hoàn toàn. À, nó thay đổi hoàn toàn. Ta nói lại nè. Đô đô đô. À. Rồi nó chưa thay đổi gì mà cũng đang ấy. Bây giờ nó thay đổi nè. Pha pha mi rê rê thứ. Rê pha la rê là son. Rê rê đô si là mi thứ. La si son mi là thứ. Rê pha pha rê rê thứ. La la son son trừ cái gì son này. Đó. Mà mọi người thấy cái chỗ này nó thuộc về một cái vòng mọi người. Có nghĩa là nó như thế nào? Nó thuộc về cái vòng.
tất nhiên là chúng ta không phân tích cái chỗ 1, 4, 5 nữa, mà chúng ta chỉ phân tích cái chỗ cái vòng của nó thôi mọi người. Ví dụ như fa fa mi re, bây giờ re fa la re là son bậc re này lên bậc đó, re thì bậc năm của son trưởng là re, cho nên là bậc năm của son trưởng son la si do re. Vậy thì re là bậc năm của này, là nó có chỉ là cầu nối của chuẩn bị son này. Fa fa mi re, re fa la re. Vậy thì chuẩn bị qua son là chúng ta phải đánh re, nó là bậc năm của son đó mọi người. Re fa la re, rồi re re do si, rồi chỗ này mi nha. Rồi bậc năm của la là mi, bậc năm của la là si do re mi nè. Vậy thì mi chuẩn bị về la nè. Re 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 do si la si son mi là thế. Mọi người hiểu cái nào? Có nghĩa là nó thuộc về một cái vòng, re thứ qua son trưởng, mi thứ qua la thứ. Bậc năm của son trưởng là son la si do re, vậy thì re thứ nó sẽ chuẩn bị qua son trưởng và mi thứ nó sẽ chuẩn bị về la thứ. Mọi người hiểu đoạn này không? Bậc năm của nó mọi người, nó là bậc năm. Vì mọi người có biết rằng về bậc năm của đô trưởng là gì không? Bậc mọi người có thấy rằng là bậc năm của đô trưởng là son. Vậy thì khi mà mọi người có thấy tất cả mọi cái chuẩn bị cách nó đều về son trưởng không? Mọi người có nhớ không? Mọi người có nhớ có 1, 4, 5 á, nhớ lại cái 1, 4, 5 đi. Tất cả hợp âm và đô trưởng mà khi chuẩn bị về cái thúc nó về son trưởng không? Nó là cái phần quyết định của cái hợp âm đó. Quyết định của hợp âm chủ là đô trưởng. Vậy thì quyết định của hợp âm son trưởng sẽ là re trưởng, re thứ. Quyết định của hợp âm chuẩn bị về la thứ thì nó phải là mi thứ. Mọi người hiểu cái vòng đó chưa? Mọi người hiểu cái vòng đó chưa? Đó, giấy khen đâu? Thì nó mới thuộc về cái vòng hòa âm. Nó mới thuộc về cái, nó được sự gắn chặt với nhau. Nó mới được sự gắn chặt với nhau. Chứ không phải là tự nhiên nó vô cớ như vậy mọi người. Cho nên kỹ năng cao này nó làm cho mọi người có một cái sự sắp xếp gắn chặt. Càng học chúng ta thấy càng hay, là càng hay cái chỗ là nó có sự gắn chặt với nhau. Bây giờ 3 hợp âm thì bây giờ lại đến 6 hợp âm cái sự lựa chọn. Nhưng 6 hợp âm này nó đều có sự tương hỗ lẫn nhau. Bởi những hợp âm mà nó có cái cầu nối. Đó. Vậy thì sơ sơ như vậy mọi người đã thấy cái bài đó đã có một cầu nối rồi. Cầu nối là gì? Là re thứ thì bắt chuẩn bị là nó sẽ về son, mi thứ chuẩn bị nó sẽ về la. Thì son trưởng này chuẩn bị nó về gì? Son trưởng này chuẩn bị nó về gì? Nó về đô. Đô re mi fa son. Để bài giảng nè. Rồi mọi người hiểu đoạn này chưa? Giấy hay đâu? Đó, mọi người cứ yên tâm nghe, mọi người không hiểu cũng được. Sau đó tâm sẽ giảng tiếp, giảng tiếp, giảng tiếp thì mọi người sẽ vỡ lẽ ra bằng cái việc thực hành. Đó. Cho nên dù có mọi người không hiểu thì mọi người vẫn cứ lắng nghe bình thường. Nhưng đến khi mọi người thực hành, mọi người mới vỡ lẽ, ngắm từ từ, ngắm từ từ, ngắm từ từ nó mới ra vấn đề. Mà trong quá trình tâm dạy là tâm sẽ nhắc chừng, nhắc chừng, nhắc chừng. Cho nên mọi người yên tâm. Đó. Rồi. Bây giờ tâm chỉ giảng cho mọi người tới đó thôi. Lúc đầu phải nghe nhiều lần và đồng thời phải có sự thực hành thì mình mới thấm. Còn hôm nay chúng ta giống như là chúng ta mới bước vào cửa của nâng cao. Chúng ta chưa quan sát được cái nhà nâng cao nó như thế nào. Chúng ta chưa rờ được cái nhà nâng cao nó có bao nhiêu cái hoa, bao nhiêu cái phòng, bao nhiêu cái rèm. Nhưng mà khi mà chúng ta rờ được rồi, chúng ta nắm được rồi thì chúng ta sẽ hiểu. Cho nên mọi người cứ từ từ, cứ nghe, sẽ thấy rõ nhiều vấn đề. Rồi,
Hôm nay chúng ta sẽ học đến đây. Tại vì khi mà chúng ta nói qua một vấn đề khác thì nó sẽ bị lệch cái chỗ này. Đó. Cho nên mọi người hãy nắm chắc cái phần này để áp dụng viết một bài hòa âm yêu thích của mình đối với giọng đô trưởng mà không phải một bốn năm nữa, mà bài giọng đô trưởng với hợp âm kèm theo giọng song song. Đô trưởng thì sẽ có la thứ, pha trưởng thì sẽ có rê thứ, và trong bài đó phải có la thứ, rê thứ và mi thứ, để chúng ta coi thử cái cầu nối nó đi như thế nào, và chúng ta đánh ra thử nó có hay hơn một bốn năm không. Đó, bài tập đó là như vậy. Rồi sau đó chỉ cần, không cần intro nha, không cần intro gì hết, chỉ cần một bài mình yêu thích, bài đó được viết ở giọng đô trưởng, và chúng ta làm cái việc gọi là hợp âm của giọng song song. Bài tập hợp âm của giọng song song chỉ một lần thôi, rồi gửi cho Tâm kiểm tra. Tâm sẽ, và gửi luôn cả cái bài viết hòa âm nha, kể cả clip và kể cả viết hòa âm để Tâm sửa. Thì khi đó mọi người sẽ vỡ lẽ ra. Khi Tâm sửa là mọi người phải vỡ lẽ ra. Đó. Nhưng khi cái sự thực hành đó, nó sẽ làm mọi người sẽ hiểu ra vấn đề. Được chưa? Đó. Cái giọng giọng song song rất quan trọng. Giọng song song đi, nó sẽ là đầu mối để cho chúng ta sẽ có những hợp âm mà ngày hôm trước tâm đó mọi người đó. Có nghĩa rằng là hợp âm cầu nối đó, nó là đầu mối mà nó rất quan trọng. Giống như mọi người đã nắm được 1-4 năm vậy đó. Khi mọi người đánh 1-4 năm mọi người đánh ghê không? Nhưng bây giờ mọi người còn ghê hơn nữa. Ghê của ghê. Cho nên chính vì thế mà bài tập của hôm nay là thứ nhất là không dùng 1-4 năm nữa, mà chúng ta dùng kết hợp với giọng song song. Kết hợp thêm la thứ. Đối với đô trưởng thì chúng ta thêm la thứ, rê thứ, mi thứ, có thêm 3 quyền lựa chọn nữa là thành 6 quyền lựa chọn trong một bài. Đó. Và nếu chúng ta có vòng hợp âm thì chúng ta sẽ làm bài hát này nó hay lên. Mà mọi người vẫn vòng hợp âm, mọi người vẫn 6 hợp âm này rồi thì sao? Tâm sẽ chỉ tiếp mọi người nữa là hợp âm cào nối. Nối cái gì và nối vào đâu? Đó. Thì nó sẽ nâng lên. Đó. Nấu cái gì và nấu vào đâu? Ví dụ như ha? Ví dụ Tâm ví dụ một cái cho mọi người hiểu. Bài thánh ca đó còn nhớ không em? Nấu cái gì và nấu vào đâu? Thì đó là sẽ là kiến thức thứ hai. Vì sao Tâm lại đánh như vậy? Là Tâm giải thích cái thứ hai. Noel năm nào chúng mình có đôi lòng lạnh sao trời, lòng lạnh sao trời. Nói cái gì và nói ai? Nói vào đâu? Đó, hợp âm mượn. Ra 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 ra. Tâm không, Tâm chưa giảng tới đó. Mọi người vẫn sáu hợp âm này đã. Rồi Tâm sẽ chỉ mọi người cái cách nối, nối như thế nào. Thì nó quá dễ. Nó dễ lắm mọi người, nó đơn giản lắm. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ ôm sáu hợp âm trước đã. Chúng ta làm quen với cái nhà này đã, cái nhà nâng cao này đã, hiểu không? Hiểu không? Đó, chúng ta phải làm quen với sáu hợp âm này đã. Xong cái sáu hợp âm này Tâm sẽ nâng cao mọi người lên. Bỏ đã là mọi người pro luôn, chuyên nghiệp luôn. Là nhất trí chưa, nhất trí chưa? Yes hay no? Yes hay no? Ok. Rồi mọi người còn hỏi gì không? Mọi người còn hỏi gì không? Hỏi về hợp âm song song gì không? Thấy khuôn mặt ai cũng hoan hỉ vui vẻ hết là có phải ai cũng hiểu à? Thấy khuôn mặt ai cũng khí thế, ai cũng vui vẻ hoan hỉ.
Mọi người có hỏi gì không? Mà hỏi về kiến thức của hợp âm song song không? Thảo Nguyên Đà Nẵng rồi. Like. Hiểu không Thảo Nguyên? Dạ. Ông nghe đây. Thầy ơi em hỏi tí. Rồi. Dạ hiểu thầy. Ok Thảo Nguyên. Dễ không Thảo Nguyên? Dễ thầy. Ok, quá thông minh. Rồi em hỏi đi. Em nào hỏi hỏi đi. Đâu. Thế có phải khi mà nó kết thúc một đoạn thì nó lại về hợp âm chủ không? Ví dụ cái từ pha nó lại về đô đi. À, cái kết thúc một đoạn là tùy vào cái đoạn này. Ví dụ như người ta à, thường họ viết là viết nhạc là viết đoạn A rồi A phải khúc. Hiểu không? Vậy thì có người họ viết A thì âm chủ, nhưng có người họ viết A họ sẽ về bậc năm. Ta 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 là nó son, phải về son trưởng nữa đã. Ừ, cùng nhau ghi dưới tiền trước cao sang mới về đô đúng không? Vâng, và em thấy cái bài bài thành công phần nó có đoạn ấy nó về pha nó về đô đấy. Rồi thì cái này á là nó tùy vào cái bài Hoàng Mạnh nha, nhưng cái điều rằng là em hỏi câu hỏi rất là hay, có nghĩa rằng là ví dụ như khi nào về son và khi nào về bậc năm của đô, bậc năm của son của đô là son, khi nào về đô. Vậy thì thường là chúng ta phải xem cái sáng tác của người ta. À, ví dụ như vậy thấy cái đó con nhớ không em, nên là chúng mình có nhau lòng lành sao trời đẹp hơn đấy, đi 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 ta 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 ta. Thì nếu chúng ta nói son thì chúng ta về son đã, để chúng ta làm gì? Tại vì đó mới là đoạn A phải, A thôi, chưa tới đoạn A phải. Rồi cùng nhau quy sứ toàn chưa có từ chú đâu sang, có nghĩa rằng là nó tái hiện lại cái đoạn A, nó thuộc về sáng tác, nó tái hiện về cái đoạn A. Thì khi nó tái hiện về thì sao được để làm gì? Cùng nhau đi dưới từ chúa cao xa, đó là về đô. À, vậy thì nó mới đoạn A và nó tái hiện lại đoạn A phải. Sau đó rồi mọi người mới thấy là chuẩn bị nó qua điệp khúc này. Son này rồi đó là đồ, nó mới về đô này. Rồi vậy trời về rồi mùa giá bút cũng qua màu, lời nguyện cầu anh nhớ say lòng, rồi một chiều áo trắng phai màu, em qua cầu xa phong về sau, lời nguyện cầu em có nghe không? Sao bây giờ mình hỏi xa vắng? Đó. Đâu cái bài này không, mình đã vỡ lẽ ra nhiều cái của âm song song và âm cầu nối. Đó. Nó rất nhiều vấn đề và chúng ta sẽ đi từng bước từng bước từng bước, thì chúng ta sẽ ngộ ra và chúng ta hiểu ra thì chúng ta sẽ lên chuyên nghiệp. À. Ok chứ không Mạnh? Rồi ai còn hỏi gì nữa không? Dạ thầy ơi, em hỏi một cái nha thầy. Dạ. Yeah. Dạ, thầy giảng như vậy á thì mới mình nghe thì là hiểu, nhưng mà tụi em phải nghe lại rồi tụi em thực hành nhiều á, tụi em tự bỏ dựa vào các nốt nhạc trong các ô nhịp á thì tụi em mới bỏ rồi tụi em phải làm rồi em rành á thầy à. Thầy, bây giờ em nhờ thầy là đánh cho em cũng như các bạn cả lớp á, nghe lại bài Thánh Ca Buồn mà thầy sử dụng hai giọng song song, đó là Lô Trưởng và La Thứ, nó hoàn chỉnh bài được không thầy? À, cho nó được dạ, hết. Dạ. Nhưng mà trừ nếu mà thầy đánh á thì thầy sẽ áp dụng nếu mà thầy đánh 1-4-5 đó thì nó đã dở rồi, mà đánh 6 giọng song song á thì nó cũng được tốt. Nhưng mà thầy đánh hợp âm cầu nối á thì nó lại nâng cao quá. Cho nên thôi thầy sẽ cố gắng đánh kiểu 6 giọng. Đã. Dạ. Con dùng cái mức độ nâng cao để mọi người loạn nha. Cho nên dạ, dạ. Em chỉ cần 6 giọng thôi thầy. Đúng rồi, 6 giọng không sao. Dạ, 6 hợp âm của 2 giọng. Dạ. Đúng rồi, để cho mọi người thấy rõ và tâm đánh chậm lại nha, thấy không? Rồi mọi người thấy phía đàn piano chưa? Rồi ha. Bài thánh ca đó còn nhớ không em? Noel năm pha chúng mình
có đu. Lòng lây sao rè ta ra ra son 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 mây 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 la 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 re 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 son. Cùng nhau quỳ dưới tường chúa cao đô, xin cho đôi pha 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 đô. Da 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 re 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 son 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 mây 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 la 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 re re son re re son son đô. Nào qua đi khóc nha. Rồi mùa giá buốt cũng qua rê lê nguyên mây anh nhớ mày thấy dài la. Rồi một pha 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 mây mây mì rê đặt pháo pháo son 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 đô 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 rê 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 mây 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 lá la 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 rê 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 son 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 đô. Cùng nhau quỳ dưới tường chúa cao đô đi lại vậy đô 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 pha 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 đô 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 son 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 rê nhé rê 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 son 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 mây 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 là đêm thanh vô rê lạnh giá hồn đô đêm thanh đê rê ra 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 là cái ông nhạc sĩ này mà ông nghe là ông chửi cao tâm chết luôn. Thứ hai là cái việc này Tâm đang cố gắng để sử dụng sáu hợp âm đó, cố gắng để cho mọi người hiểu về sáu hợp âm đó, đang cố gắng, rồi từ đó Tâm sẽ nâng cao lên những hợp âm nối hợp âm. Thì các bạn mà Hoàng Thanh Hoàng á hỏi rất là thông minh, cái này Tâm sẽ đưa lên luôn cho mọi người để cho mọi người dựa vào cái này và hình dung và tập trước cái này cũng được, hoặc là một cái bài đô trữ nào mà mình yêu thích thì mình sẽ dần dần ngộ ra được sáu hợp âm của tất cả các hợp âm trưởng nghe. Rồi chúng ta nâng dần lên nghe, nhưng mà tạm thời cho đô trữ trước cho dễ trước đã. Rồi, yes hay no? Dạ, yes thầy, cảm ơn thầy nhiều ạ. À. Dạ. Okay. Dạ. Rồi, ok. Rồi, mọi người có ý kiến gì nữa không? Rồi. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hồi đó hôm nay học rất là vui và nhìn khuôn mặt ai cũng xinh đẹp, cũng hân hoan phấn khởi hết. Cho nên Tâm tin rằng mọi người sẽ đệm tốt sáu hợp âm này trong cái bài giọng song song. Chúc cả nhà ngủ ngon, vui vẻ ha. Chào thầy. Rồi, xin chào thầy ạ. Chào thầy. Chào chú Hoàng, chào tất cả mọi người. Chào thầy. Chào thầy, chào cả lớp. Chào thầy, chào cả lớp ạ. Chào thầy.